Có ba người đang đứng nói chuyện rồi vào lớp học. Một người bị té ghế, nhăn mặt, bực mình chạy lên và rồi đi. Còn tất cả còn lại ngồi học. Có một ông bố đang đàn cho con và hai đứa con nhỏ của ông ta nghe đàn, tiếng đàn rất là hay. Có một gia đình ba người đang nói chuyện với nhau. Bỗng ông cha cầm cái dao. Привет, Ваня. Та-та-та-ра-дам. Офицер. Та-та-та-ра-дам. Я здесь, папочка. Привет, Ваня. Офицер. Я тут, папочка. I'm still learning about life. My woman brought children for me, so I can sing them all my songs and I can tell them stories. Most of my boys are with me, some are still out seeking glory, and some I had to leave behind. My brother, I'm still savvy, soon I'll be 60. Feel the same about us in your bones. Seems to me that when I die, these words will be written on my stone, and I'll be gone, gone tonight. The ground beneath my feet is open wide. The way that I've been holding on too tight, with nothing in between. The story of my life, I'll take her home. I'd drive all night to keep her warm in time. It's frozen. The story of my life, I give her home. Il attend devant cette photo d'antan. Il n'est pas fou, il y croit, c'est tout. Il la voit pas dans sa love story. It's a love story. Prends ma main, promets-moi que tout ira bien. Serre-moi fort. Hai đứa trẻ tóc trắng đang nói chuyện với nhau. Bỗng có một con tóc đen chạy lại. Hai đứa không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình. Đưa cho ba tờ giấy. To feel happy that my life was just about to change.